Sao ăn Tết Cũng buồn. bà? Buồn à? Tại vì con đồ ở nơi đứa rồi mẹ này đón về cũng buồn lắm. Sao về đây ăn Tết sao? Con thấy ở đây vui. Vui không? Vui nhưng mà không có chứ phải buồn. Không có gì phải buồn à? Bữa ngày chú Hảo không lên. Con không thấy gì hết đó. Nhớ chú Hảo quá trời luôn. Nhớ Có không biết luôn á. Nhớ chú cá Hảo quá không? trời nhắc. Con có nhắc không? Dạ. Dạ xin chào tất cả quý vị, hôm nay thì hãy đến thăm lại hoàn cảnh của ba bà cháu quý vị sống trong cái này giống như là cái chuồng gà đó. Thì hôm trước Hải cũng có chia sẻ thì đầu năm thì Hải cũng lên thăm ba bà cháu một chút quý vị. Còn cái việc mà làm nhà cho bà thì có sắp xếp được chưa? Sắp xếp được rồi đó chị, các khẩu về chị Dạ, cô cũng là khi tặng nào định khi nào là làm nhà? Khi nào bà định khi nào làm nhà cho mình đi? các khẩu về là lồng, Các khẩu về là làm ha. các khẩu về là được Dạ. rồi về lồng Dạ. chứ chưa có khẩu cũng có làm Dạ. Bé gì bé Ngân hả? Cái gì? ngăn Bé Ngân tới có đi chơi đâu không con? Không hả? mới chạy tái tay ở đồng núi Dạ. mới chạy chỗ ngõ chạy chạy Mới mua ở cái bàn cũ cái này của ông Nam Mượn hả? lên á Bạn ăn Tết đây à? tay đã ở đây ngồi vậy Dạ. đi lấy lấy rót nước rồi Thôi được rồi, nước cho non chi. có nước rồi đây hả cái đó đừng rồi mời cậu đi uống đó. Con cũng lên con hỏi thử là khi nào làm nhà để mà con lên để con gửi tiền rồi mua vật tư đó. Ông cậu nó sắp Đó, xếp chưa? đó cậu cậu học ở cậu bán dọn xếp dùm Dạ. chứ vừa vật tư đồ đó cậu bán lộn dùm chứ bà có biết cái gì đâu Dạ rồi, để đó con bà hỏi mà cậu. cầm đồ trái bà lắm Dạ. có cậu bán cậu hãy nói dùm cậu bán sắp xếp chuyện đó chứ không Dạ. bà giờ cho bà mừng chứ bà cũng chạy cũng không biết con gì được cái Dạ. Con nghe nói là cái đường đi vô đây là chuẩn bị làm đường bê tông hả? đường lòng Cái đường mười mà 12 triệu đó mọi họp bữa kia họp với nhà ông Nam Dạ. Vậy là bữa sau là cái đường này mấy đứa đi học đi xe đạp được ha. đi được Dạ. thằng kia cái con này thì phải dắt đây chứ đây đâu được Dạ. này thì đi xe đạp được rồi Ở nhà có ngoan không đó Đạt? dạ. Ở nhà con có ngoan ngoan không? không dạ có Dạ. à, Sao ăn hết bánh kẹo chưa? Ăn hết rồi nó mặc hao rồi đó Hả? nó quất hết luôn cái bánh thẩn mà trời ơi chú Hảo Ôi, ăn lên mình nó ăn hết cái hũ bánh thẩn luôn Trời ơi bánh thử mà bịch nó to rồi mà ăn hết luôn hả? nó ăn mấy cái cốc hết ăn mấy bữa nay có mặt ăn vậy mẹ ăn hỏi mày ăn gì mập quá cái con ăn bánh của cậu Hải cho chú Hải cho hắn nói vậy nó phải cắn Đâu mà đây đứng ra này chú Hải đứng coi dậy thử coi có trong lên ký không. Cao rồi đấy. phải mập hơn lúc trước ha Dạ, nó thằng mập này thì ốm ra không mập hơn. Thằng này chắc cái thể trạng của nó chắc ăn gì cũng không mập rồi. Thằng này ấy chang lắm Dạ. hắn bị đau dạ dày hắn ấy chang lắm Ủa, sao đau dạ dày hả? đau dạ dày hơn ba bữa mới uống thuốc mới đỡ đỡ đó Dạ. đau dạ dày hắn ấy chang lắm nó ăn không bằng con này đâu Đau dạ dày mà nhỏ hay sao đau dạ dày? đau nhỏ giờ luôn đó Đau nhỏ giờ. Để coi từ bữa tưởng nào cái đau rồi dẫn tưởng ra đi khám thử. tưởng mẹ hắn nó hỏi mẹ hắn hỏi sao con bị đau bụng mấy tháng kêu hắn bị đau dạ dày Nhỏ mà sao đau dạ dày? đau ngay đây là dạ dày phải không Phải đi khám siêu âm chứ còn trừ ở thì. đây giờ có biết đâu đi khám như tâm nó biết để dẫn vô coi đi khám thử chứ còn đây Dạ. đâu biết đường nào. Đi đây phải đi ra tới Tông Kỳ Đi Đà Nẵng đi. Dạ. Có đây được đi Đà Nẵng. ông nhôm ăn ít lắm Dạ. còn con này thôi mình thằng này không động tới cá mà mình anh ăn hết bánh khẩn Ngon không? cười Nha. Bữa nào chú Hải ghé chú Hải mua nữa hỉ? thúc thích cơm cũng vậy cái gì cũng vậy thúc thích ăn miếng thôi cái Dạ. đùi gà, cái gà ở dưới cậu ba bắt bắt lên ăn á cái đàn con su quất hết cái chân gà luôn một dĩa thịt gà ruột mình đánh ăn vậy hả yeah. ở trong đó là đút quánh
thở nổi không mang đâu. Dạ. Mà không biết sao dạo này được dạy cũng mừng. Dạ. Hôm nay con Lan thì dạ, hôm nay con Lan thì con cũng trao cho bà cái số tiền mà của một cái mạnh thường quân ở Mỹ ở bên đây. Thì mạnh thường quân ở Cali bên Mỹ, cô cũng gửi cho bà là $200 để mà làm cái lộ phí đi cắt khẩu cho mấy hai đứa nhỏ. Dạ cô này thì giấu tên ha. Thì con cũng cái số là cô số 23 đây. Đó. Thì cậu Hạ nói là bà cảm ơn cô dạ. Giúp đỡ là bà cảm ơn. Dạ dạ. Thì hôm trước á. Hôm trước thì cái tổng số tiền á con tính là nó bị thiếu. Đáng lẽ là 71.951.000 nhưng mà con cộng là thành 70.851.000. Thì cái này là chắc cộng thiếu là bấm điện thoại thiếu đây. Thì nói chung cái này thì con cũng cộng lại. Nói chung cái này cộng lại mấy lần nữa, hồi lồng nhà đủ thứ nữa. À, nhưng mà cái số mà 71.951.000 là đúng rồi đó. Xong rồi có chị Trinh Phan Thi ở Cộng hòa Séc là 1.500.000. Và có chị Nguyễn Thị Hậu gửi cho bà là ba bà cháu là 4.000.000. Thì tổng là 77.451.000. Thì hôm nay có Mạnh Thường Quân ở Cali gửi cho $200 là 4.620.000. Thì cái Mạnh Thường Quân này thì gửi trên đi rồi đây. Thì con trích xuống ở dưới. Thì còn lại là 72.831.000. Thì đây là cái số tiền mà để còn lại để mà làm nhà cho mình. À, bà ha. Còn còn cái bữa hôm rồi thì ngày 4 tháng 2 thì con lại trao là 3.000.000 cho bà với lại mỗi đứa lì xì mỗi đứa 200 đó là của cô Hoài Thu Phạm. Với lại của một Mạnh Thường Quân Việt Kiều ở Úc là 5.000.000 để mà bà để trả cái nợ vay với hội phụ nữ thì đúng không? Rồi, bà cũng cảm ơn hết quý vị đã giúp đỡ bà Mạnh Thường Quân, bà không có gì hơn chúc giờ sức khỏe. À, thì ông con trao luôn nghe là 4.620.000 để mà làm lộ phí mà đầu năm này vô cắt khẩu cho mấy đứa này. Vì cắt khẩu rồi về cho nó có được hay không về cho nó nhập học á. À, thì đây con gửi cho bà 4.000.000 này bà đếm đi nghe, cái này phải đếm bởi vì con trao tiền lúc nào con cũng phải để đếm 4.620.000. Đúng không? Đúng thì nó đúng ngay chứ còn không nó có đây đó. 1.000.000 này. Hay. Đúng không? Đúng. Đủ đúng không? Đúng. Chứ có người họ đếm thiếu. Cái có nhiều người đếm thiếu mà họ không dám nói. Ờ, khổ rồi đó nên là con mỗi lần con quém 1.000.000 2.000.000 vậy đó cho nó rõ ràng chứ không là mất công lắm. Dạ hai đứa con có đi chơi Tết đâu không? Dạ không, chỉ đi xuống nhà bạn nào chơi thôi. Hôm nay đi chơi đâu vậy? Vài bữa rồi đi học có bạn rồi đi chơi bạn á. Ở nhà con làm gì? Quét sân cho ngoại. Không quét sân cho ngoại hả? Con quét sân được luôn đào à? Đào quá. Quét được á. Dạ. Con có nấu ăn được không? Chắc não là cháy hết luôn ấy. Không cái tay luôn. Không, không, không. Con có rửa chén được không? Chưa được à? Ồ, không rửa chén được nó. Mới tại kinh thì cái chạy ra đâu, mà. Ôi trời ơi. Lát đồ gối rồi. Chạy vậy đó. Lo biết không được chạy. Dạ. Yeah. Cảm ơn cậu Hải nhiều với lại Mạnh Thường Quân những cô chú bác giúp đỡ cậu cũng nói lại giùm bà. Dạ dạ, con có chia sẻ luôn đó, bởi vì con quay này là con chia sẻ luôn đó. Làm gì à? Của cái cô mà bữa hôm rồi con có lên con có chia sẻ đó. Thì con nói là khi nào mà ra năm bà đi thì con gửi đó. Đó cái cô đó. Còn cái danh sách này thì Hải cũng đã chia sẻ rồi quý vị ha. Danh sách này thì Hải cũng đã chia sẻ trong cái video trước rồi, nói chung là chia sẻ cũng phải 2-3 lần rồi. Quý vị xem mà ai có thiếu sót gì thì nói hai bổ sung ha. Thì hôm rồi Hải cũng có chia sẻ nhưng mà không có ai gọi lại thì nghĩ rằng là chắc là không có thiếu sót gì. Con thì con ghi kỹ lắm nhưng mà đôi lúc sợ thiếu sót không? Sợ thiếu sót rồi mà mong tiếng lắm. Con cầm không đếm được không? Con có đếm được không? Hả? Biết đếm đâu. Không biết hả? Không biết. Trời, học lớp 4 và lớp 5 rồi mà sao không biết đếm được. Con nhăn bằng bụng chương mà nay sao có nhớ chưa? Con nhớ đạo mẹ. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10. 29 mấy? Hả?
2 nhân 9. 2 nhân 9 quên mất. 2 nhân 9 bằng 18. Làm chắc chắc là lây nhớ còn hỏi dài không chẳng. 2 nhân 7 mấy? Thôi phải học 24. Lại 27 mấy? 24 hả? À được, vậy là được. 2 nhân 5 mấy? 2 nhân 10. Ôi trời giỏi. Phải học như chưa? Lớp 1 đúng không bà? Năm nay nếu mà học đúng là vô lớp 1 ha. Lớp 1. Đời đó cậu Hải lên đời đó thấy nhát chưa? Bữa nay thoáng rồi ngậu hậu hải. Nhát biết hả? Ôi mà hôm nay đi lây mình không có mua cùa cho mấy đứa bởi vì con đi ngang qua đây. Thôi để được sau vài bữa nữa chú lây người chú mua cùa nha. Dạ. Ừ. Bữa nay gần Tết tưởng đâu chắc cũng còn bánh kẹo nữa nên là thôi bà ngoại có gì bà ngoại mua cho mấy đứa. Ở đây quý vị. Dạ dạ. Được rồi bà, để con. Được rồi chứ. Cũng mong rằng là sớm xây cái nhà cho ba bà cháu quý vị. Cái nhà này chắc cũng xiên vẹo quá rồi. Thì Hải cũng có chia sẻ trong một vài cái video ra cũng quý vị cũng có theo dõi rồi ha. Đây nhà bếp. Nói chung là nhà này thì cái chuồng gà thôi quý vị. Hồi xưa đã chuồng gà rồi ngăn lại. Cái nhà dựng trời này mà nếu mà trời nóng thì ở nhà này nóng lắm. Nói chuồng gà ở đây nè. Ở đây bà thì bà thấp quá nên bà lâu không có được nên quý vị thấy gà này, phân gà đây nè. Đó, phân gà. Ủa chứ mấy con gà con vịt này bán hết rồi hả bà? Vịt phải chung với ông Nam. Ông Nam phải chung với nó cho ăn với chuồng ổng. Dạ. Ở đây không có nước. Dạ. Ủa cho cái nhà này mà trời mà nó nắng lại là bà ở không được đâu. Chắc bà chưa có ở nghỉ hè mùa nắng ở đây đúng không? Trời mày, mới của nắng không chịu nổi chứ. Nắng lắm. Của nắng còn hơn mùa hè luôn. Dạ. Mấy bữa tây lạnh mà bữa nay nóng quá. Trời nắng con đi tắm 2 lần luôn. Ở nhà tôi này nóng lắm. Ở miền Trung mình là làm cái nhà mà như thế này ở miền Trung trời mà đến nghỉ em mùa hè là ở không được đâu. Bà giờ cũng ước mơ có cái nhà là mừng rồi. Không bằng gì hết có cái nhà bà cháu ở là mừng lắm. Vừa làm nhà đập hết cái nhà này. Tôi đập giờ bà nhà bà có nuôi gà chứ nhiều không? Đó có ông cậu ba cho ngon này mới đó. Được 7 con. 7 con má luôn. Chắc có thể là ba bà cháu là ở đây cũng được quý vị. Bởi vì cái đường bê tông sắp vô tới nhà bà rồi. Sao mà mình cứ đi chia sẻ hoàn cảnh nào cũng vậy. Cứ định làm cái nhà ở chỗ nào mà khó cái tự nhiên có đường bê tông à. Mấy người cũng nói là nó theo cô Sáu về đây cái có đường liền trời ơi cũng nói vậy hết. Không hay là sắp có đường rồi đó. Sắp có đường đi vô đây rất là tiện luôn. Hôm trước thì đi đường rất là khó. Dạ thì không mất hết trơn. Vậy là họ cũng mừng luôn á. Dạ. Ở đây từ mỗi giờ chưa có được con đường. Dạ, giờ có đường bê tông sắp đường rồi đó, sắp có đường rồi. Trời cua hộp tương cua. À. Hộp đường nhà ông Nam. Dạ. Đứng im. Hai đứa này chắc ở mà nhéo cua nhéo lại hả? Nhéo cua nhéo lại mí chạy đó. Dạ. Thôi con đi vô nhà. Lên đầu hết nhát nữa chưa? Giờ con nhát nữa không trâu? 21 còn nhát tiếp. Nhát tiếp mà. Nhắc mấy hai đứa này nhìn sáng sủa thật. Con chắc lên thăm ba bà cháu chút rồi con cũng đi về đó ha. Rồi có gì nói cậu gọi cho con. Cảm ơn cậu hả với là con Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ bà rất là bà cảm ơn nhiều. Dạ. Chứ bà không biết nói gì hơn. Mừng lắm có cái nhà giờ bà Tâm có cái nhà chứ không Tâm gì hết. Dạ. Có còn, cái nhà là mừng. Còn cho mẹ thì nói chung giờ nợ cái nợ bị xã hội đen tìm kiếm đó quý vị. Nên là chắc cũng không lo được hai đứa này. Tết nếu mà cũng mũi nó đâu. Cũng có một số quý vị nói rằng là Hải sao lại giúp cho hoàn cảnh ba bà cháu. Nhưng mà thật sự nếu mà Hải không có chia sẻ thì quý vị nghĩ sao hai đứa này nó không được đi học bà nữa. Nói chung là trong cái cuộc đời, cuộc sống quý vị thì ai cũng có cái lỗi lầm. Nhưng mà cái lỗi lầm của cha, của mẹ đó. Nhưng mà để lại hai đứa con như thế này thì rất là tội nghiệp. Bà cũng rất là buồn. Nhưng mà cũng mong rằng là thôi giờ bà cũng cố gắng lo cho hai cháu này. Chứ còn con thì con cũng làm cầu nối. Con cũng rất là thấy thương cho hai đứa nhỏ. Chứ còn ba mẹ mà có lỗi lầm thật sự thì
của ông Hải cũng không có đầu sau của chuyện gia đình. Hải thấy rằng hai đứa nhỏ này nó quá tội nghiệp nên là cũng muốn chia sẻ giúp được phần nào cho hai đứa nhỏ với lại bà. Thì bà cũng rất là tội nghiệp quý vị, Hải cũng nghe thông tin ở phía trong Bà Rịa Vũng Tàu cũng có những cô bác như là có anh Thành này, rồi anh Phong, nói chung là những người mà ở gần chợ đó thì chia sẻ về bà thì khổ với con rồi rất là nhiều, còn bây giờ khổ đến cháu. Con nghĩ rằng đây là cũng cũng biết anh. Dạ, cũng rất là tội nghiệp nên là con anh cũng thấy người của ngã anh có chở đi nhà thương mấy lần. Dạ dạ. Thì anh Thành nếu có xem được video này thì anh cũng biết ha. Anh cũng có gọi có con nói là hoàn cảnh của bà rất là đáng giúp, bởi vì ở trong này bà rất là hiền, rất là tội, nhưng mà sau cái cuộc đời của bà nó cứ khổ cực từ cái lúc mà có con, bốn đứa con, rồi đến hết con rồi giờ đến cháu đó. Thì con nghe cũng rất là thương. Như vậy thì con cũng chia sẻ. Thì hãy cũng mong rằng là tất cả quý vị cũng hiểu cho gia đình. Thì mẹ thì cũng lo làm ăn đó, nhưng mà do cái năm vừa rồi bị dịch rồi này kia cũng khó khăn đó quý vị. Rồi nợ lúc xưa đến giờ cái nó chồng chất đó, năm vừa rồi không có làm trả được nên là nợ, mà nợ xã hội đen thì nó tăng theo cấp số nhân đó quý vị. Đó. Thôi thì hôm nay hãy cũng lên đây chia sẻ đến tất cả quý vị cô bác một cái thông tin rằng là chắc cũng chuẩn bị làm nhà cho ba bà cháu rồi, cũng chờ thêm một thời gian nữa thôi thì ba bà cháu cũng đi vô các khẩu đó để cho hai đứa nhỏ này nó về đi học, chủ yếu là cái vấn đề mà học tập cho hai đứa nhỏ này, hai bé Đạt và Ngân á. Thì cái quan trọng lớn nhất là hãy đang quan tâm đến gia đình của ba bà cháu là hai đứa nhỏ để cho nó tiếp tục được đi học, để không có bị gián đoạn. Ví dụ như là chờ đến cái thời gian nào mà ba mẹ nó có số tiền để trả nợ thì hai đứa này nó lớn tuổi quá rồi thì không có đi học được. Đó thì mình cũng muốn giúp cái này là cái ngặt để cho hai đứa này nó được đi học sớm. Rồi hãy cũng ghi nhận cái tấm lòng của cô bác là cũng một cái phần nào đó thôi, chứ còn hãy cũng không có nhận nhiều. Thì để đủ cái số tiền mà sửa làm cái nhà cho nó vừa vừa thôi, và có một số tiền để cho hai đứa này nó được ăn uống đi học. Chứ còn bà giờ thì cũng lớn tuổi rồi, cũng không đi làm gì được, mà bệnh tật thì cũng rất là nhiều. Đó. Thì lúc nãy Hải đi vô đây thì gặp bà đang đi ra ngoài để mà bị dời đáy hay gì đó hả bà? Bị dời mà cái gì no đó. Dạ. Cái gì no no đó. Dạ. Nói mà hắn quan tới cái bụng là chết đó. Dạ. Nên phải đi lấy. Dạ. Thở chết bà, đứa nhỏ mà nuôi. Ủa mà sao cái lưng bà sao? Bị... nó bị như càng có cái vết đỏ 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 hơi với chảy nhất. Mà có thể con xem được không? Hả? Để con xem nếu mà ai chia sẻ có thể giúp đỡ được cái gì biết được. Đây nè. À, dời á hả? Dời á, nó mà quanh tới bụng là chết. Dạ. Nên cũng sợ đi cát chứ không rủi có gì bỏ đứa mà nuôi. Ừ, thôi bà cũng... nên là tội quý vị. Giờ bảo hoàng hắn trái cho mà nuôi cậu làm gì nuôi được cháu. À. Cháu ông chưa nuôi cháu mình. Thôi con cũng lên đây con thăm ba bà cháu chút hả? Con cũng xin phép con về đã. Cảm ơn cậu. Dạ. Chúc cho ba bà cháu nhiều sức khỏe nghe. Dạ. Rồi có gì thông tin gọi cho con biết ha. Dạ. Hai đứa phải nghe lời bà ngoại nghe. Dạ. Ừ, giỏi. Con chúc có Hải năm mới gì giàu sức khỏe, ông buôn bán kiếm tiền nhiều giàu vàng đầy tổ. Ôi trời. Hai dữ tá. Chốc. Ê, từ nói đường hoàng, nói đường hoàng chúc chú Hải sao? Con chúc chú Hải về sức khỏe. Chúc con là vài bữa đi học giỏi nè, nghe chưa? Ngoan nữa nghe. Thôi chú về nghe. Là có mấy mà làm là nó cũng ba điện cho. Dạ dạ. Rồi hãy cũng xin kết thúc video tại đây quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.